Với tinh thần tương thân tương ái, xã Giao An đã tổ chức quyên góp và trao nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly phong tỏa trên địa bàn xã. Nhằm hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, từ ngày 27 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giao An đã phát động đợt quyên góp ủng hộ các gia đình đang thực hiện cách ly phong tỏa tại các làng và toàn bộ khu vực phong tỏa làng Châu xã Giao An. Đợt quyên góp đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, người góp công, người góp của chung tay hỗ trợ những đối tượng đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch trên tinh thần nhường cơm xẻ áo và một miếng khi đói bằng một gói khi no, với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau 3 ngày phát động ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc xã đã quyên góp được trên 300 kg gạo, trên 30 kg rau củ quả, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị là trên 11 triệu 600 nghìn đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay chia sẻ, hỗ trợ động viên bà con tại khu vực bị phong tỏa, vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Được biết, hiện nay xã Giao An có gần 200 hộ đang thực hiện phong tỏa cách ly tại nhà, trong đó có 118 hộ dân của thôn Trô đang trong thời gian phong tỏa và 79 hộ ở 4 thôn còn lại có người đang thực hiện cách ly tại nhà.